Hàng loạt bò sữa chết sau khi tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục. Người được ghép khí quản từ người cho chết não đã phục hồi khỏe mạnh. Giá dừa khô tại vườn tăng gấp đôi, cao nhất 3 năm qua. Tạm giữ 20 tấn hàng hóa, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc vận chuyển từ Bắc vào Nam. Câu chuyện độc đáo hôm nay, độc lạ món mắm ong ở xứ rừng U Minh Hạ. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay, thứ năm ngày 8 tháng 8 năm 2024. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước, và tôi là Ngọc Luân của chương trình Góc Nhìn Trưa nay. The Six Premier Charm Resort Hồ Tràm kiến tạo sắc thái riêng theo 6 chuẩn mực sức khỏe quốc tế, nâng niu từng khoảnh khắc, thanh dưỡng thân tâm trí vẹn đầy, trọn vẹn hạnh phúc viên mãn cho cả gia đình. The Six Premier Charm Resort Hồ Tràm, 6 chuẩn mực sức khỏe đẳng cấp thế giới, kiến tạo sắc thái riêng cho bạn. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 8, nỗi lo lắng vẫn tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng nuôi bò sữa tại thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, khi hàng loạt con bò chết bất thường sau khi tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục. Có mặt tại thôn Bồng Lai, nhiều hộ dân cho biết, trong 10 năm qua, lần đầu tiên đàn bò của họ gặp phải tình trạng như hiện nay. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại nhiều hộ chăn nuôi khác trong vùng. Trước tình hình trên, người dân đã gửi đơn kiến nghị lên chính quyền địa phương, yêu cầu làm rõ nguyên nhân và có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc để điều tra làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân chính xác gây ra cái chết hàng loạt của đàn bò vẫn chưa được xác định. Theo thống kê của cơ quan chức năng, toàn thôn Bồng Lai có 146 hộ đang nuôi bò, với tổng đàn bò là gần 3.500 con, trong đó đàn bò sữa là hơn 2.800 con. Hiện tại, có trên 80% hộ nuôi bò trên địa bàn thôn đã tiêm ngừa vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục. Tổng đàn bò sữa tại tỉnh Lâm Đồng, gồm của người dân và doanh nghiệp là trên 25.000 con, tập trung chủ yếu ở huyện Đơn Dương và Đức Trọng. Đến nay, hai huyện này đã có trên 60 con bò bị chết, trên 2.000 con bò xuất hiện tình trạng bỏ ăn, tiêu chảy ra máu, tụt sữa. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận cho biết 9 ngư dân trên tàu cá NT-90330TS gặp nạn tại vùng biển Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã được đưa vào bờ an toàn. Trước đó, tàu cá NT-90330TS hành nghề pha súc do ông Huỳnh Ngọc Hoàng làm thuyền trưởng đang từ Bà Rịa, Vũng Tàu về cảng Cà Ná. Khi đến vùng biển Tuy Phong thì bị sóng to gió lớn đánh chìm. 9 thuyền viên trên tàu cá may mắn được tàu NT-91174TS do ông Phan Văn Cảm ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam làm thuyền trưởng cứu vớt, đưa vào cảng Cà Ná. Con tàu cá NT-90330TS chìm hoàn toàn. Sau sự việc, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cà Ná đã tổ chức thăm hỏi, động viên, kiểm tra sơ bộ sức khỏe các thuyền viên. Thưa quý vị, các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lần đầu tiên thành công ghép khí quản bằng đoạn khí quản của người cho chết não kết hợp với phẫu thuật tạo hình thực quản hẹp cho một nam thanh niên. Người được ghép khí quản là anh N, 25 tuổi, Thanh Hóa. Anh N bị tổn thương phức tạp, hẹp dài khí quản sát thanh môn, rò và hẹp thực quản sau chấn thương tai nạn giao thông. Đây là một trong những ca ghép khí quản kết hợp với phẫu thuật tạo hình thực quản cổ hiếm gặp trong y văn thế giới và lần đầu tiên được thực hiện thành công tại Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại. Ngày 13 tháng 5, người bệnh được phẫu thuật thi hai ghép khí quản cổ bằng khí quản của người cho chết não kết hợp với đặt stent khí quản, chuyển vị cơ ức đòn chẩm hai bên che phủ đoạn khí quản ghép. Sau một thời gian điều trị tích cực, người bệnh được ra viện và trở về nhà vào ngày 25 tháng 6 năm 2024. Sau khám lại 3 tháng, bệnh nhân đã tăng được 10kg với thể trạng toàn thân khỏe mạnh, tự thở qua mũi, tự ăn qua đường miệng. Bệnh nhân dự định sẽ được rút stent khí quản vào tháng thứ 5, thứ 6 sau phẫu thuật. Các bác sĩ cho hay, cho tới hiện nay, phẫu thuật ghép khí quản nói chung và phẫu thuật ghép đường thở nói riêng vẫn còn là một thách thức trong ngành ngoại khoa và trong giới y học trên thế giới. Xin chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, so với cùng kỳ năm trước, dừa khô tại Bến Tre có giá gần gấp đôi, khoảng 110.000 đồng một chục. Theo nhiều nhà vườn tại Bến Tre, trong khoảng hơn 3 năm qua,
giá dừa khô chưa khi nào vượt quá 100.000 đồng một chục như mức giá hiện tại. Theo ghi nhận, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Bến Tre, thương lái đang thu mua dừa khô với giá dao động từ 100.000 đồng đến 110.000 đồng một chục 12 trái. Trong đó, khu vực huyện Dòng Trôm và huyện Mỏ Cày Nam được thương lái mua với giá cao nhất tỉnh vì dừa có chất lượng tốt hơn. Ở những khu vực khác, giá dừa thấp hơn từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng một chục. Theo ông Huỳnh Quang Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre, hiện ngành nông nghiệp tỉnh đang tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký thực hiện mã vùng trồng để khi có ký kết hiệp định thư chính thức xuất khẩu dừa chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, Bến Tre có đủ điều kiện để đáp ứng cho các doanh nghiệp và khi đó giá dừa sẽ ổn định hơn. Toàn tỉnh có hơn 78.000 hectare dừa, trong đó chủ yếu là dừa khô nguyên liệu. Tiếp tục chương trình là thông tin hơn 20 tấn mỹ phẩm hàng hóa không có hóa đơn chứng từ là một con số vô cùng lớn mà lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên vừa phát hiện và thu giữ khi kiểm tra một ô tô đang lưu thông trên đường quốc lộ theo hướng Bắc Nam. Đội Quản lý Thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường Phú Yên cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên tiến hành dừng và kiểm tra xe container biển số Phú Thọ lưu hành theo hướng Bắc Nam do ông T, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ điều khiển, cũng là người quản lý hàng hóa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 105 mục hàng với hơn 65.000 đơn vị sản phẩm, tương đương với trên 20 tấn hàng hóa là son môi, sữa rửa mặt, kem dưỡng mắt, dầu gội, sữa tắm và rất nhiều đồ gia dụng. Tại thời điểm khám xét phương tiện vận tải, đến khi kết thúc việc khám, ông T không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Đội quản lý thị trường số 1 tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng trên để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thế Hải, 50 tuổi, phó hạt trưởng hạt quản lý đường bộ 8 đóng tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, công an nhận được tin báo của công ty cổ phần xây dựng giao thông 1 về việc trên tuyến đường tránh, đường gom thành phố Thanh Hóa và đường nối quốc lộ Nghi Sơn, Sao Vàng thuộc huyện Đông Sơn mất 21 biển báo hiệu giao thông đường bộ trị giá gần 20 triệu đồng. Công an huyện Đông Sơn phối hợp với công an huyện Triệu Sơn, thành phố Thanh Hóa vào cuộc xác minh và đã có đủ tài liệu, chứng cứ cáo buộc Nguyễn Thế Hải, 50 tuổi, trú tại thành phố Thanh Hóa là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp biển báo giao thông đường bộ nêu trên. Theo công an huyện Đông Sơn, trước khi bị bắt giữ, ông Nguyễn Thế Hải là phó hạt trưởng hạt quản lý đường bộ số 8 có trụ sở tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Do nợ nần, Hải đi xe máy đến đường Nghi Sơn, Sao Vàng, đoạn qua xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, rồi dùng mỏ lết tháo vặn ốc vít các biển báo gồm cả biển vuông, biển tròn, biển tam giác đem về nhà trọ cất giấu rồi bán lấy tiền. Thưa quý vị, vào ngày 7 tháng 8, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử bị cáo Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, quê ở Tiền Giang, về tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm và chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Hội đồng xét xử sau khi nghị án đã tuyên phạt bị cáo 3 năm 6 tháng tù về tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm và 5 năm 6 tháng tù về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 9 năm tù. Theo nội dung vụ án, tháng 10 năm 2023, thông qua một ứng dụng hẹn hò, Vi quen biết và có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông tên Richard, chưa rõ lai lịch, được cho đang ở Mỹ. Tháng 11 năm 2023, Vi gặp và ở cùng Richard tại một khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Richard sau đó về nước và nhắn tin yêu cầu Vi tìm các bé gái 6 đến 12 tuổi để dụ dỗ, quay clip khiêu dâm gửi cho ông ta, đổi lại Vi được cho tiền. Cơ quan điều tra xác định từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 7 tháng 4, Vi đã quay 12 đoạn clip khiêu dâm để gửi cho Richard. Đến ngày 8 tháng 4, công an ập vào căn hộ, giải cứu thành công hai bé và đưa Vi về làm việc. Tại cơ quan công an, Vi thừa nhận toàn bộ hành vi như trên. Thưa quý vị, Cà Mau có hơn 35.000 hectare rừng tràm với trữ lượng hơn 1.000 tấn mật ong mỗi năm. Tổ ong đến kỳ khai thác, người dân ngoài lấy mật thì sáp ong cũng được lấy để dùng trong y tế. Nhộng ong non được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn, trong đó có món mắm ong. Mật ong là thứ quý giá nhất trong tổ ong, được lấy để riêng,
mỗi lít mật ong rừng U Minh Hạ bán ra thị trường có giá khoảng 500.000 đồng. Luật bất thành văn mà người ăn ong nào ở rừng U Minh Hạ cũng biết là chỉ cắt mật và 2/3 tàn ong, phải chừa lại 1 phần để ong tiếp tục làm tổ, nuôi con. Còn nếu như lấy nhiều mật mà chừa lại nhiều tàn ong thì ong không hút đủ mật để nuôi con, từ đó ong bỏ tổ. Từ bao đời nay, người dân xứ rừng U Minh Hạ đã biết tận dụng những tàn có ong non để chế biến ra nhiều món ăn như ong non chiên bột, ong non nấu cháo, ong non trộn gỏi bắp chuối và không thể thiếu món mắm ong với độ béo, ngọt, thơm mà ai một lần nếm thử cũng khó có thể nào quên. Nói về cơ duyên đến với nghề làm mắm ong, chị Trần Thị Vân, chủ cơ sở mắm ong Hai Ngò, thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cho biết. Nghề làm mắm ong là nghề truyền thống do mẹ chồng truyền lại. Sau khi khai thác mật ong, nhận thấy tàn ong non quá nhiều, bỏ đi thì phí, nên chị làm thử mắm ong để ăn và tặng cho bà con hàng xóm. Thấy mắm ong ngon, để được lâu nên chị Vân bén duyên với nghề kinh doanh mặt hàng này và định hình nên thương hiệu mắm ong U Minh nước tiếng khắp vùng. Thì ong đó thì đem về em cứ trụng cho nó sạch ra rồi em mới trụng cho sạch ra rồi em mới khô gáo rồi em mới trộn phấn mắm rồi mới phấn mắm rồi ý phấn muối rồi rượu. Xong rồi em mới ngủ 12 tiếng rồi, xong rồi em mới nhận ra làm phẩm mắm lên, em mới nhận cái keo mắm lên thì cái mo lên rồi nhận cây lên. Làm mắm ong phải trải qua nhiều công đoạn, nhộng ong non vừa khai thác đem về phải làm ngay trong ngày, nếu để qua đêm bảo quản không tốt, ong non sẽ bị chết, làm sẽ không còn giữ được độ tươi ngon. Để lấy ong non ra khỏi tấm màn ong, phải trộn vào nước sôi để phần sáp ong tan ra. Sau đó, vớt ong non ra để ráo nước trước khi trộn thêm gia vị. Gia vị làm mắm ong đơn giản như chính sự đậm đà, mộc mạc của món ăn này. Để mắm ong thơm ngon, dậy mùi thì không thể thiếu muối, rượu và thính. Để không thấm nước thì người làm mắm phải dùng mo câu cắt tròn theo đường kính của keo. Dùng bẹ dừa cắt ra từng thanh cài chín lại. Khoảng 1 tuần là dùng được. Làm mắm ong không những tạo ra thu nhập cho người làm mắm mà còn giúp cho những người thợ ăn ong có thêm thu nhập. Hiện tại, mỗi keo mắm ong trọng lượng khoảng 1 kg có giá bán khoảng 150.000 đồng. Mỗi ký tàn ong hiện nay được bán cho các cơ sở làm mắm với giá khoảng 60.000 đồng. Trước đây nghề làm mắm ong này chưa nhiều người biết đến, nhưng hôm nay mọi người đã biết đến. Khi trong quá trình sản xuất, khai thác ong, người ta nghĩ rằng khai thác ong, cắt tỉa tàn ong là cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Nhưng thực tế, khi cắt tỉa tàn ong để đảm bảo sự duy trì, sự phát triển của đàn ong và là cho chúng ta khai thác mật được lâu dài. Nên ở đây, món tàn ong trước đây thì không có tiêu thụ được nhiều và bảo quản được lâu dài. Nên gần đây tôi nghĩ ra cách đã sản xuất món mắm ong và được sản xuất đưa ra thị trường rất ưa chuộng. Từ cái sản xuất được món mắm ong thì đã giúp cho bà con nhân dân trong lâm phần rừng tràm rất nhiều. Khi sản xuất thu hoạch ong mang về bán mật ong còn bán được tàn ong. Mắm ong có mùi thơm đặc trưng của thính, ăn vào có vị béo, chua ngọt kết hợp với độ mặn vừa của muối. Món này được ăn kèm thịt heo ba rọi luộc và các loại rau rừng, lá lốt, lá sung, khế thì sẽ tròn vị và ngon đáo để. Nếu có dịp đến U Minh Hạ, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức món ăn đơn giản nhưng đậm đà hương vị của vùng đất rừng phương Nam này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa để đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào lúc 11 giờ 30 phút mỗi ngày trên các hạ tầng của Báo Tuổi Trẻ. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoa@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Trang Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại.